Canada đang phải đối mặt với đợt cháy rừng nghiêm trọng với hơn 1.000 đám cháy lớn nhỏ trên khắp cả nước. Cháy rừng diễn biến đáng lo ngại ở khu vực Tây Bắc của nước này. Một khu định cư ở tỉnh Alberta gần như đã bị ngọn lửa thiêu rụi hoàn toàn. Tỉnh Alberta đã ban bố tình trạng khẩn cấp sau khi hàng chục nghìn người đã buộc phải đi sơ tán trong những ngày gần đây do cháy rừng lan rộng. Quân đội Canada đã được huy động để giúp giải quyết đám cháy và đưa một số cư dân đến nơi an toàn bằng máy bay. Vâng, những thảm họa gần đây mà thế giới phải đối mặt như là vụ cháy rừng tại Hawaii cướp đi sinh mạng của hơn 100 người, rồi lũ lụt ở Philippines hay là cháy rừng tại Tây Ban Nha khiến cho nhiều ngôi làng phải đi sơ tán. Tất cả đã một lần nữa khơi lên một vấn đề được nhiều người quan tâm, đó chính là hệ thống cảnh báo thảm họa. Trong những trường hợp khẩn cấp thì hệ thống cảnh báo thảm họa hoạt động như thế nào và liệu cần cải thiện thêm điều gì để những hệ thống này có thể hỗ trợ tốt hơn cho người dân? Trong thảm họa cháy rừng trên đảo Maui thuộc Hawaii, Mỹ, nhiều người sống sót cho biết họ không nghe thấy bất kỳ tiếng còi cảnh báo nào và chỉ nhận ra mình đang gặp nguy hiểm khi nhìn thấy khói bốc lên và nghe thấy các tiếng nổ gần đó. Lẽ ra việc này có thể được ngăn chặn. Điều gì đã xảy ra khi đám cháy bắt đầu? Không có báo động nào được đưa ra. Chúng tôi có còi báo động trên khắp hòn đảo, dành cho các trường hợp khẩn cấp, và hỏa hoạn là một trong số đó. Thế nhưng không một tiếng còi nào vang lên. Không ai được cảnh báo. Giới chuyên gia nhận định, các hiện tượng cực đoan như cháy rừng và lũ lụt có thể sẽ trở nên phổ biến hơn do tình trạng biến đổi khí hậu. Do đó, hệ thống cảnh báo cần được phát triển và liên tục được cải thiện để giữ an toàn cho mọi người. Nhiều quốc gia đã xây dựng kế hoạch những việc cần làm khi xảy ra một hiện tượng cực đoan. Rõ ràng là chúng ta dựa vào công nghệ, nhưng công nghệ có thể trục trặc vào một thời điểm nào đó. Vì vậy, điều quan trọng là phải có càng nhiều phương tiện liên lạc càng tốt, để có được phạm vi liên lạc rộng nhất. Kể từ năm ngoái, Tây Ban Nha đã bắt đầu triển khai hệ thống EU Alert, gửi cảnh báo khẩn cấp trực tiếp đến điện thoại di động trong khu vực được chỉ định, như cảnh báo người dân về cháy rừng, lũ lụt, hướng dẫn họ tìm nơi trú ẩn hoặc sơ tán. Cảnh báo được gửi bằng tiếng Tây Ban Nha, tiếng Catalan và tiếng Anh, nhưng cũng có một hệ thống còi báo động dành riêng cho những trường hợp khẩn cấp nghiêm trọng nhất. Còn ở Philippines, đất nước thường xuyên phải hứng chịu thiên tai, hệ thống cảnh báo thảm họa đảm bảo rằng mỗi tin nhắn cảnh báo được đưa ra phải thực sự dễ hiểu. Những tin nhắn cảnh báo nên được đơn giản hóa, ví dụ như thuật ngữ chiều cường, để giúp người dân hiểu ngay lập tức. Các chuyên gia cho rằng chìa khóa của một hệ thống cảnh báo hiệu quả chính là đảm bảo những người gặp nguy hiểm biết cách phản ứng với cảnh báo.